Nên giờ mới nói á, TikTok không phải để xem mà là để lướt. Chúng ta nói chuyện không bằng miệng mà là bằng ngón tay, không kịp nghe bằng tai mà là nghe bằng mắt. Các bạn rất là fast and serious, rất là nhanh. Cho nên hồi bữa á, mới đăng lên clip giảng của sư lên trên TikTok, có chị kia có nick tên là Hằng nhảy vô comment đầu tiên: "Hello, sư thầy Thích Quang Hải." Chị chơi thêm câu nữa: "How are you?" Đọc xong á, sư muốn trả lời lại ghê các bạn ạ. À, "Hello bà già." "I'm fine, thank you, and you?" Bất ngờ chưa bà già? Cho hả cái dạ. Nhưng thôi, nhờ mình đi tu rồi, không muốn thị phi với đời nữa. Bởi vậy mới nói, ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta điên. Hằng ơi, để yên cho thầy tu nha, khổ quá. Cho nên vô tình trồng hoa, hoa không nở, vô tình cơm mình, nghiệp chàng môi. Có bạn kia, bạn gặp sư, bạn mới nói: "Thưa sư, tâm con không ác, sao đời con khổ?" Chắc do tâm con thiện, nhưng mà cái miệng con hổn. Nên nhiều bạn trẻ bây giờ đó, ngộ lắm các bạn. Khi trên mạng á, là một vựa muối, mà ở ngoài đời như là một hồ nước suối lạc nhách. Cho nên sống khép kín với gia đình và rất chi nhiệt tình với những xu hướng. Sao hay da dẻ quá. Da dẻ đã rồi, còn gì? Là bù tỏn nữa. Bít cà bù.